Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, trong phong thủy, tủ lạnh được coi là kho chứa tài lộc của gia đình. Vị trí đặt tủ lạnh có ảnh hưởng không nhỏ tới phong thủy chung của căn nhà. Đặt tủ lạnh đúng vị trí sẽ mang lại ấm no hạnh phúc, đặt vào vị trí đại kỵ sẽ rước thêm xui xẻo. Thầy phong thủy chỉ ra 6 lỗi kiêng kỵ khi đặt tủ lạnh khiến cả nhà nghèo bền vững, xui xẻo triền miên. Đặc biệt điều thứ 3 rất nhiều gia chủ mắc phải mà không hề biết. Chi tiết sẽ được Phú Quý Tài Lộc chia sẻ trong video ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Thứ nhất, đặt tủ lạnh ngoài ban công. Một số gia đình đặt tủ lạnh ngoài ban công để tiết kiệm diện tích. Bằng cách này, dường như không gian nhà được phân bổ hợp lý hơn. Nhưng trên thực tế, đây là một sai lầm lớn. Ban công thường xuyên bị nắng chiếu trực tiếp, lâu ngày sẽ làm giảm tuổi thọ của tủ lạnh. Ngoài ra, theo phong thủy, ban công hấp thụ dương, còn tủ lạnh thuộc về âm. Hai bên xung đột sẽ không tốt cho căn nhà, khiến gia chủ làm ăn không thuận lợi, của cải nhanh chóng tiêu tán. Theo quan điểm của phong thủy thì ban công là nơi thoát khí. Nếu đặt tủ lạnh ra ban công thì tài lộc và may mắn sẽ bị đẩy ra ngoài. Làm sao mà gia chủ giữ được của cải nữa? Thứ hai, tủ lạnh đặt đối diện cửa ra vào. Tủ lạnh là nơi bảo quản thực phẩm. Xét về mặt thẩm mỹ hay phương diện sinh hoạt, đặt tủ lạnh ở ngay cửa ra vào sẽ gây cản trở lối đi, rất bất tiện. Việc đặt tủ lạnh đối diện cửa ra vào nhà bếp là một vị trí đại hung trong phong thủy, khiến khí lưu thông nhanh ra bên ngoài, làm tài vận trong nhà không ổn định, không có lợi cho việc tích lũy tài sản. Theo thời gian, tiền tài của gia chủ tiêu tán, dễ gặp phải cảnh nghèo khó. Vì vậy, nếu tủ lạnh nhà bạn đang đặt đối diện cửa bếp, hãy cố gắng thay đổi cách sắp xếp này càng sớm càng tốt. Thứ ba, tủ lạnh đặt cạnh bếp nấu. Tủ lạnh là thiết bị dùng để làm lạnh, bảo quản thức ăn, còn bếp nấu lại sinh ra nhiệt. Hai thứ này xung đột với nhau về tính chất. Nếu đặt chúng gần nhau thì nhiệt của bếp sẽ ảnh hưởng đến sự hoạt động của tủ lạnh, khiến tủ lạnh tiêu tốn nhiều điện năng, dễ hỏng hóc hơn. Ngoài ra, theo phong thủy, tủ lạnh thuộc hành kim, trong khi bếp nấu thuộc hành hỏa. Hai thứ này tương khắc với nhau. Điều này sẽ không có lợi cho việc tích lũy tài sản trong gia đình. Nhà nào đặt tủ lạnh ngay cạnh bếp sẽ chỉ càng ngày càng nghèo hơn, không khấm khá lên nổi. Bên cạnh đó, phạm phải thế kỵ này sẽ gây loạn nguồn khí trong nhà, khiến các thành viên trong gia đình rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã, khó dung hòa. Thứ tư, đặt tủ lạnh dưới gầm cầu thang. Đặt tủ lạnh dưới gầm cầu thang là lựa chọn của các gia đình có diện tích nhỏ. Việc này có thể giúp tiết kiệm tối ưu hóa diện tích, nhưng đây là điều cực kỳ hung, cấm kỵ trong phong thủy. Gầm cầu thang thường là nơi u tối, không có ánh sáng. Đặt tủ lạnh ở vị trí này sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của gia chủ. Nhẹ thì đường công danh gặp khó khăn trắc trở, nặng thì có thể chặn đường làm ăn, gia chủ muốn giàu lên cũng khó. Thứ năm, đặt tủ lạnh trong phòng ngủ. Đặt tủ lạnh trong phòng ngủ bên cạnh sự tiện nghi thì cũng gây ra những ảnh hưởng không tốt, đặc biệt là đối với sức khỏe gia đình. Các chất khí hay tiếng ồn từ tủ lạnh phát ra khi hoạt động sẽ khiến bạn khó ngủ, ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Bên cạnh đó, trong trường hợp tủ lạnh gặp sự cố như rò rỉ khí ga hay cháy nổ sẽ rất nguy hiểm cho gia chủ.
theo phong thủy, đặt tủ lạnh trong phòng ngủ cũng làm ảnh hưởng tới nguồn khí tốt trong nhà, khiến các thành viên hay tranh cãi xung đột. Vì vậy, gia chủ nên cân nhắc việc đặt tủ lạnh trong phòng ngủ nếu như không thực sự cần thiết, để tránh những rủi ro không đáng có. Thứ 6, không đặt tủ lạnh đối diện nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là nơi trú ẩn của nhiều loại vi khuẩn, nên đặt tủ lạnh gần đó rất dễ ảnh hưởng đến thức ăn được cất trữ. Ngoài ra, nhà vệ sinh có tính thủy rất mạnh, trong khi tủ lạnh được coi là tài khố của cả gia đình. Đặt đối diện nhà vệ sinh sẽ khiến tài khố bị thủy cuốn trôi, cản trở tiền tài của gia đình. Bên cạnh đó, một số thiết bị như lò vi sóng, lò nướng, máy ép trái cây và các thiết bị nhỏ khác tránh đặt trên tủ lạnh. Theo quan điểm phong thủy, các thiết bị phát ra điện từ như luồng khí sẽ khuấy động linh khí xung quanh, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia chủ. Tủ lạnh liên quan đến tài lộc, để đồ đạc lặt vặt trong tủ lạnh không có lợi cho việc tụ tài. Bạn nên làm tốt công việc vệ sinh và giữ cho phần trên của tủ lạnh được sạch sẽ. Quý vị thân mến, bên cạnh tủ lạnh, hũ gạo cũng đại diện cho nguồn tài lộc trong gia đình. Ngoài công dụng cất giữ gạo, hũ gạo còn có những tác dụng phong thủy vô cùng to lớn. Theo phong thủy, để tiền vào như nước, tài vận hành thông thuận lợi. Do đó khi đặt hũ gạo, gia chủ nên chú ý những điều cấm kỵ sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. 1. Không đặt hũ gạo ở hướng đông và đông nam. Một số thầy phong thủy cho rằng hũ gạo là nơi để gạo thuộc thổ, vì vậy nên đặt hũ gạo ở hướng tây nam hoặc đông bắc của bếp và để sát mặt đất, phải chú ý đến chống ẩm. Bên cạnh đó, ngũ hành mộc khắc thổ, gia chủ không nên đặt hũ gạo ở hướng nam hoặc đông nam của ngôi nhà vì dễ khiến tài lộc hư hao, thất thoát, vận may cũng tự nhiên mà không còn nữa. 2. Không để hũ gạo nơi bẩn thỉu hay nhiều người qua lại. Nếu đặt hũ gạo ở nơi tấp nập người qua lại sẽ khiến tài lộc tiêu tán, khó tụ lại, gia đình cũng không được hưởng nhiều phước lộc. Theo phong tục tập quán truyền thống của người phương Đông là cất giữ thóc gạo ở chỗ kín, vì vậy gia chủ nên đặt nó ở chỗ một góc khuất kín đáo. Nơi đặt hũ gạo cũng cần phải sạch sẽ và quét dọn thường xuyên. Gạo không chỉ là thức ăn của con người mà nó còn là món ăn khoái khẩu của nhiều loài khác như chuột. Mà chuột là một loài động vật bẩn thỉu và có kỹ năng kỹ xảo truyền nhiễm nhiều bệnh cho con người. Bởi thế, cần đậy kín và kê cao hũ gạo giảm thiểu chuột. Còn theo mặt phong thủy, khi hũ gạo được kê cao và đậy kín sẽ thúc đẩy sự nghiệp gia chủ lớn mạnh và giữ tiền tài trong nhà không bị thất thoát. Nếu có thời gian rỗi, gia chủ nên lau chùi phía ngoài bình đựng gạo để nó trông được sạch sẽ và luôn luôn mới. Có nhiều người thường không mấy quan tâm điều này, nhưng đây là việc làm cần thiết giúp đưa lại may mắn cho gia đình. 3. Tuyệt đối không để cho hũ gạo trống rỗng. Ngày xưa, quan niệm hũ gạo đại diện cho kho lương, cho tài lộc cũng như sự no đủ sung túc của gia đình. Vì vậy, gia chủ nên cố gắng giữ cho hũ gạo được đầy. Tuy nhiên, trong trường hợp khác, giữ ít gạo trong hũ cũng được coi là tài lộc còn vượng lại. Gạo trong hũ hết chẳng khác nào lương bổng vừa đến đã đi. Cho nên khi gạo gần hết, bạn cần phải mua tiếp đợt gạo tiếp theo để cho vào hũ. Ngoài ra, nên đặt bao lì xì dưới đáy hũ gạo. Trong dân gian lưu truyền rằng, khi bạn đặt một phong bao lì xì màu đỏ, bên trong có để một ít tiền dưới đáy hũ gạo trước khi cho gạo vào. Sau đó, đổ gạo vào đầy hũ sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn trong con đường tài lộc,
kiếm được nhiều nhưng tiêu xài rất ít. Phương pháp này bạn có thể áp dụng quanh năm chứ không riêng gì ngày Tết. Theo ông bà xưa thì ngoài việc đặt phong bao lì xì dưới đáy của hũ gạo thì chúng ta có thể thay thế bằng cách chùm một miếng vải đỏ lên nắp hũ gạo. Phương pháp này cũng giúp gia chủ thu hút nhiều tài lộc. 4. Chất liệu làm hũ gạo. Khoa học chứng minh rằng đựng gạo trong thùng nhựa về lâu dài không tốt về mặt sức khỏe, đồng thời trong phong thủy cũng không mang lại may mắn cho gia chủ. Theo đó, sành, gốm, sứ thuộc hành thổ là tốt nhất, bởi như là một mảnh đất sinh ra tài lộc, sự sống hưng vượng tốt lành. Thổ gạo và thổ gốm, sứ sẽ giúp thổ khí thêm tốt lành, ổn định lâu dài, càng giúp cho thổ khí thêm bền bỉ và ổn định, mang tới những điều tốt lành cho gia chủ. 5. Màu sắc hũ đựng gạo không nên sặc sỡ. Một hũ gạo mang lại may mắn cho phong thủy nhà ở khi nó có màu nâu đất hoặc vàng đất vì mang thổ khí vượng. Nếu là thời xa xưa, màu sắc này lại càng phổ biến trong nhiều gia đình, vì đơn thuần nó mang lại sự may mắn và lộc tài cho các thành viên trong gia đình. Quý vị thân mến, trên đây là những lưu ý khi đặt tủ lạnh và hũ gạo. Những vật chứa nguồn lương thực cũng là đại diện cho nguồn tài lộc của gia chủ. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phục Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.